Nam Mô A Di Đà Phật. Giác Lợi mến chào tất cả bà con cô bác anh chị em xem kênh Thần Tài Giải Trí cũng như xem kênh Giác Lợi Vlog. Hôm nay Giác Lợi xin đọc chia sẻ tử vi 12 con giáp, đọc giác chia sẻ tử vi tuổi Ngọ trong cái tháng 9 âm lịch cho bà con cô bác anh chị em chúng ta tham khảo để chúng ta rút tỉa thêm cái kinh nghiệm nào đó trong cuộc sống. Trong cái tháng 9 âm lịch này, về cái mặt nào thuận lợi cho anh chị em tuổi Ngọ thì anh chị em của Ngọ chúng ta phát huy thêm cho tháng mới được thành công hơn. Về cái mặt nào đó nó không được thuận lợi thì mong rằng anh chị em chúng ta cố gắng, chúng ta chủ động hơn cho cuộc sống trong cái tháng mới, tháng 9 âm lịch may mắn hơn. Đọc chia sẻ tử vi đây, anh chị em chúng ta mang tính chất là tham khảo. Nếu như tham khảo thấy có hữu ích, anh chị em nhớ chia sẻ cho đông đảo mọi người cùng xem và cùng tham khảo với Giác Lợi. Nó còn tùy thuộc vào cái phước đức nhân duyên của mọi người, dù sanh đồng ngày, đồng giờ, đồng tháng, đồng năm, nhưng chưa chắc gì mỗi người có được cái phước phần khác nhau. Chúng ta tích thêm nhiều cái phước thì nó sẽ cải thiện rất là nhiều. Cái quá khứ thì chúng ta không thể nào thay đổi được, nhưng cái hiện tại, cái tương lai thì chúng ta có thể thay đổi được. Giác Lợi nói, Giác Lợi chứng minh trên trang chúng ta thấy cái quá khứ, chẳng hạn như chúng ta không thể nào chọn chúng ta sanh là người nào, người làm cha chúng ta, người nào làm mẹ chúng ta. Chúng ta chọn vào nhà giàu, nhà nghèo, chúng ta không thể nào chọn được. Cái đó là cái quá khứ, do cái duyên lành chúng ta gieo. Còn cái hiện tại, chúng ta có thể thay đổi được. Giống như ngay ví dụ như Giác Lợi đi, tại sao người ta cũng tụ với mình mà người ta may mắn, người ta được nhiều cái phước báu, người ta không có bệnh hoạn, còn mình thì bệnh rầy rà, bệnh đau đủ thứ. Là Giác Lợi biết là mình là do mình thiếu đi cái phước. Có thể kiếp trước, nhiều đời nhiều kiếp trước mình đã vô tình mình sát sanh hay mình hại mạng nhiều gì đó, cho nên kiếp này mình phải nhận cái quả. Người ta không bệnh, người ta khỏe mạnh, người ta rất là sung sướng, cùng sanh với mình, cùng tuổi với mình, cùng tháng với mình, có thể cùng ngày với mình. Nhưng mà tại sao như vậy? Cho nên Giác Lợi biết rằng là như vậy, cho nên Giác Lợi cố gắng ăn chay và không hạn chế sát sanh. Để hạn chế sát sanh, tất nhiên là chúng ta ăn chay thì đương nhiên là chúng ta hạn chế sát sanh. Không hạn chế sát sanh, tất nhiên là chúng ta không có hại mạng, thì có thể là cái nghiệp cũ chúng ta cố gắng chúng ta trả, chúng ta niệm Phật, chúng ta hồi hướng, giống như Giác Lợi ăn chay rồi chúng ta hồi hướng, thì cái nghiệp mới Giác Lợi không tạo nữa. Cho nên là mình tích thêm nhiều cái việc phước thiện công đức để cho nó giảm nhẹ bớt. Còn thêm bây giờ nói như vậy để cho anh chị em chúng ta dễ hiểu hơn, chỉ trích ngay bản thân Giác Lợi thôi, chứ Giác Lợi không nói anh ai, tất cả bà con cô bác anh chị em ha. Trong cái tháng 9 âm lịch này, người tuổi Ngọ vận khí đang lên, khả năng thành công rất là cao đối với anh chị em tuổi Ngọ. Xin chúc mừng anh chị em tuổi Ngọ, đó là một tháng may mắn cho anh chị em tuổi Ngọ của chúng ta. Theo như tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 mang tới điềm báo lành, hanh thông về nhiều cái phương diện cho con giáp người tuổi Ngọ, vận khí đang lên. Nhân lúc này người tuổi Ngọ hãy tiến hành những việc quan trọng hoặc là dự định từ trước đó, vì khả năng thành công của người tuổi Ngọ rất là cao, rất là tốt. So với cái tháng vừa rồi Tý Ngọ Mậu Dậu thì tháng này anh chị em chúng ta tốt hơn. Đây sẽ là một tháng vui vẻ cho công việc phía trước của người tuổi Ngọ. Bạn sẽ được khuyến khích tự tin hơn, các hoạt động có thể có kế hoạch hiện tại hoặc là có kế hoạch tốt hơn, tốt đẹp hơn có thể xuất hiện. Bạn hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng của mình và cố gắng nắm bắt cơ hội trong tháng này, hầu như đều thuận lợi đối với anh chị em tuổi Ngọ của chúng ta. Trên cái phương diện tài lộc của tuổi Ngọ cũng sẽ được cải thiện đáng kể, và bạn có thể mạnh dạn đầu tư đa dạng. Trong quá trình đầu tư, người tuổi Ngọ phải duy trì lý trí, đừng để bị đánh lừa bởi những lợi ích trước mắt. Hãy chú ý đến việc lập kế hoạch tài chính, kiểm soát rủi ro để đạt được những sự tăng trưởng tài chính bền vững hơn, ổn định hơn và tránh lãng phí không cần thiết đối với anh chị em tuổi Ngọ trong cái tháng 9 âm lịch này. Trong chuyện tình cảm, trong tháng 9 âm lịch, người tuổi Ngọ đem tới cái nhân duyên vượng đào hoa quá vượng, giúp cho người tuổi Ngọ có nhiều cơ hội đón nhận hạnh phúc. Bạn có mối quan hệ ổn định với nửa kia khi cả hai luôn thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau. Người độc thân cần phải chủ động hơn mới không bỏ lỡ nhân duyên của mình trong cái tháng 9 âm lịch này đối với những người độc thân. Còn những người có gia đình thì chúng ta cố gắng trong cái tháng 9 âm lịch này, đây sẽ là thời điểm tốt để vợ chồng chúng ta dung đắp chuyện tình cảm cho lứa đôi tốt đẹp, tốt càng thì tốt. Tháng này cái sức khỏe của người tuổi Ngọ không có gì phải đáng lo, nhưng cần tránh tiếp xúc với vật sắc nhọn để tránh bị thương. Việc duy trì thói quen sinh hoạt ăn uống đầy đủ cũng rất quan trọng đối với sức khỏe của bạn trong cái tháng 9 âm lịch này.
cái sự nghiệp của người tuổi ngọ thì trong tháng mới có nhiều khởi sắc. Cục diện tam hợp báo hiệu bản mệnh sẽ gặp được nhiều cơ may trong những lĩnh vực mới. Hứa hẹn sẽ có nhiều điều vô cùng hấp dẫn đối với những người tuổi ngọ trong cái tháng 9 âm lịch này. Đây sẽ là lúc bạn nên làm mới mình, tìm ra đam mê và làm những công việc thật sự phù hợp với mình. Bởi vận khí đang lên, nếu không nhân lúc này để tiến hành những việc quan trọng hoặc là dự định từ trước thì bước qua tháng sau rất là khó để thành đối với anh chị em chúng ta. Những tín hiệu tích cực khuyến khích người tuổi ngọ tự tin hơn với các hành động và kế hoạch hiện tại, các cơ hội tốt đẹp có thể xuất hiện. Bạn hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng của mình, bạn sẽ tràn đầy cảm hứng trong công việc và có thể dễ dàng đương đầu với nhiều thử thách khác nhau. Đôi khi vẫn còn có một vài khó khăn nhất định nhưng không đáng kể, bản mệnh có đủ tài trí để xử lý mọi vấn đề đang tồn tại. Dù vậy, bạn cũng không nên kiêu ngạo xem thường người khác vì bạn còn cần tới sự hỗ trợ giúp đỡ từ mọi người, không phải là một mình chúng ta. Rồi đôi khi công việc là chúng ta làm chung nhóm hay này kia rồi đó, chúng ta chưa chắc chúng ta biết hết mọi thứ trên đời này. Dù chúng ta là người tài giỏi đến đâu, dù là công việc có thuận lợi đến đâu, chúng ta cũng chớ tỏ ra thái độ kiêu ngạo trong cái tháng này. Môi trường làm việc của người tuổi ngọ trong cái tháng này cũng khá là thoải mái, tạo điều kiện cho người tuổi ngọ phát triển sự nghiệp và chuyên môn của bản thân. Bạn chắc chắn sẽ tạo ra những kết quả rực rỡ, nhưng bạn phải cảnh giác với việc ai đó gieo rắc rối hoặc là gây rối cho bạn. Đôi khi cũng có những kẻ tiểu nhân luôn rình rập phúc họa, họa thì luôn luôn lúc nào nó cũng rình rập chúng ta, cho nên anh chị em chúng ta làm gì cũng phải cẩn thận. Tuy nhiên, điều mà người tuổi ngọ chú ý trong tháng này là mặc dù công việc không mấy bận rộn thì cũng đừng làm việc không liên quan đến công việc hay là của mình mà kéo theo ấn tượng xấu với cấp trên. Có nghĩa là chúng ta đừng lo chuyện bao đồng, chúng ta nên dù công việc có thuận lợi có tốt đến đâu, chúng ta nên làm tốt bổn phận và công việc của chúng ta, tránh bao đồng mà chúng ta xen vào chuyện của người khác. Nhớ, tránh xen vào chuyện của người khác. Tốt nhất là chúng ta nên tận dụng thời gian đó, cơ hội đó để chúng ta nắm bắt công việc của chúng ta cho tốt đẹp hơn. Cái đường tài lộc của tuổi ngọ trong cái tháng 9 âm lịch báo hiệu tài vận của tuổi ngọ cũng sẽ đạt cải thiện đáng kể và bạn có thể mạnh dạn đầu tư đa dạng. Đương nhiên nó thường thường nó tỷ lệ thuận, công việc thuận lợi thì tài lộc nó sẽ đi theo. Trong khi đó, nguồn thu chính chủ yếu từ việc tăng lương, tăng thưởng. Đây sẽ là thành quả mà bạn nhận được sau những ngày tháng làm việc cực lực hết sức mình trong thời gian vừa qua. Hôm nay bắt đầu đổ quả ngọt đối với anh chị em chúng ta, kể cả những người làm kinh doanh buôn bán cũng vậy. Người làm công ăn lương nên tranh thủ gia tăng thu nhập, có thể kiếm việc làm thêm. Tuy cũng vất vả nhưng lại cải thiện thêm cái nguồn thu nhập và thỏa mãn đam mê của mình. Tài chính được cải thiện, tuổi ngọ có thể dành một khoản mua sắm những thứ mà mình thích. Phần còn lại có thể tiết kiệm phòng khi sau này chúng ta có thể có việc cần xài đến. Trong cái tháng 9 âm lịch này chưa xài đến, nhưng có thể tháng 10, tháng 11, vân vân và vân vân. Trong quá trình đầu tư, người tuổi ngọ phải duy trì lý trí và đừng dễ bị đánh lừa bởi những lợi ích trước mắt. Hãy chú ý đến việc lập kế hoạch tài chính, kiểm soát rủi ro để đạt được những sự tăng trưởng tài chính của mình bền vững hơn. Đặc biệt là khi phải đưa ra sự lựa chọn kinh doanh, bạn phải giữ thái độ bình tĩnh, khách quan để có thể đưa ra những chiến lược đầu tư sáng suốt. Bạn cũng nên chú ý sắp xếp thời gian hợp lý để tránh khối lượng công việc quá lớn có thể ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc sống của bạn trong hàng ngày, nhất là đối với những vấn đề tình cảm. Chúng ta nên dành thời gian, chúng ta phải phân bổ cho hợp lý để chúng ta dung đắp chuyện tình cảm tốt đẹp hơn. Trong cái chuyện tình cảm, chúng ta nên học cách bao dung hơn. Nhìn chung cơ hội đầu tư rất nhiều nhưng phải lựa chọn hạng mục phù hợp, đừng vội vàng quyết định khi chưa tìm hiểu rõ về vấn đề. Cái vấn đề đường tình duyên của người tuổi ngọ trong cái tháng 9 âm lịch này, nhân duyên của người tuổi ngọ vô cùng mở rộng, vượng đầu qua tốt. Bản mệnh liên tục gặp gỡ, trò chuyện và mở rộng mối quan hệ của mình, dù trong công việc hay trong chuyện tình cảm cá nhân cũng đều may mắn và thuận lợi. Người độc thân sẽ có nhiều cơ hội giao lưu, tiếp xúc với người khác giới, để kể cả những người mà bạn có cảm tình. Đối phương cũng bật đèn xanh chờ bạn sẵn sàng, có thể là bày tỏ thì họ sẽ chấp nhận đối với những người độc thân ha. Chúng ta nên lưu ý cái vượng đầu qua chúng ta tốt như vậy, xong có lúc người có khúc, mấy khúc mà chúng ta thuận lợi, chúng ta may mắn
thì cái gì cũng được. Nhiều khi chúng ta mở lời, chúng ta nói chơi, cũng có người thương mến chúng ta trong cái tháng 9 âm lịch này. Khi tới những nơi có nhiều người khác giới, người tuổi ngọ có gia đình, chúng ta nên hết sức chú ý, có thể lọt vào mắt xanh của người khác mà chúng ta không hay. Chúng ta cần phải giữ khoảng cách để tránh đi những sự hiểu lầm thật đáng tiếc. Chúng ta nên tận dụng những cái vượng đào hoa trong cái tháng 9 âm lịch này để biến nó thành những đối tác, những khách hàng làm ăn của chúng ta thì được. Nhưng đôi khi chúng ta cũng nên cẩn thận, đừng để sa ngã bản thân chúng ta hay là người khác. Mở lời mà chúng ta sa ngã cũng không chừng. Cho nên cái vượng đào hoa nó tốt, mong rằng anh chị em chúng ta cũng nên thận trọng. Với những người đã có đôi có cặp thì trong thời điểm này vô cùng có ý nghĩa của hai bạn. Bạn mới có mối quan hệ ổn định và nửa kia của mình, cả hai luôn thấu hiểu nhau, hỗ trợ cho nhau. Trải qua những cung bậc cảm xúc yêu đương say đắm, đã đến lúc cả hai đều thể hiện tới chuyện tăng thêm bước nữa cho mối quan hệ của mình trong cái tháng 9 âm lịch này đối với anh chị em tuổi ngọ. Về vấn đề sức khỏe của người tuổi ngọ trong cái tháng 9 âm lịch này không có vấn đề nào mà đáng lo. Chúng ta chỉ cần tránh tiếp xúc với những vật sắc bén nhọn thì chúng ta sẽ không có chuyện gì mà đáng lo. Đối với những người có bệnh nền thì chúng ta cũng có được may mắn là chúng ta cũng gặp được thầy thuốc tốt, cũng được hết bệnh, cũng được hiên giảm rất là tốt trong tháng 9 âm lịch này. Dù sự việc sức khỏe của chúng ta thuận lợi tốt, nhưng chúng ta nên duy trì thói quen sinh hoạt và ăn uống đầy đủ cũng rất quan trọng đối với sức khỏe của anh chị em tuổi ngọ. Bạn cần duy trì giấc ngủ đầy đủ và lịch trình đều đặn để tránh việc quá sức căng thẳng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Đồng thời chúng ta nên có một chế độ ăn uống hợp lý và tập luyện phù hợp để giúp cho chúng ta nâng cao thể lực và sức khỏe của chúng ta nhiều hơn. Trong cái thời điểm này chúng ta nên nhớ rằng tốt càng thêm tốt, chứ chúng ta đừng có để mà sức khỏe của chúng ta giảm sút rồi chúng ta lại phải tốn tiền, dùng tiền để chúng ta khôi phục lại cái sức khỏe, chưa chắc gì sức khỏe chúng ta được như ban đầu. Cho nên anh chị em chúng ta nên cần phải chú ý quan trọng hơn cái vấn đề sức khỏe. Mặc dầu cái tháng này không có gì đáng lo, nhưng anh chị em chúng ta phòng bệnh hơn là chúng ta chữa bệnh. Cũng nhắc lại, cũng đã tóm tắt cho anh chị em chúng ta. Bây giờ nhắc lại nói về từng con giáp của tuổi ngọ. Màu sắc may mắn, chúng ta nên vận dụng cái màu sắc vào cái phong thủy vào trong cuộc sống. Hoặc là chúng ta những tuổi nào hợp, chúng ta có thể mở rộng đầu tư tìm hiểu thêm. Còn những cái tuổi nào đó nó không được may mắn, không được hợp, thì anh chị em chúng ta cũng có thể chủ động hơn để chúng ta hạn chế được những rút mắt hay là những cái rủi ro đáng tiếc trong cái tháng 9 âm lịch này. Đầu tiên là giác lại nói về tuổi giáp ngọ mạng kim. Nam thì sao thấy âm, nữ thì sao thấy bạch. Nam thì sao thấy âm, cử màu trắng. Nam thì sao thấy âm, cử màu đen. Nữ thì sao thấy bạch, cử đồ trắng, cử màu trắng em nhớ nha. Thấy âm thì đầy đà về sức khỏe, còn thấy bạch thì hao tài tính của. Nhưng trong cái tháng này thuận lợi thì chúng ta nên nắm bắt cơ hội để chúng ta tăng thêm cái thu nhập của chúng ta. Nhớ nhắc lại lần nữa, sao thấy âm là cử màu đen, sao thấy bạch là cử mặc đồ trắng đối với anh chị em. Cái lời khuyên dành cho anh chị em chúng ta là gặp được nhiều cơ may trong những lĩnh vực công việc mới mẻ trong cái tháng 9 âm lịch này, hãy tận dụng hết khả năng của mình, nắm bắt lấy cơ hội để chúng ta phát triển sự nghiệp của chúng ta, để chúng ta tăng thêm nhiều về thu nhập. Quý nhân giúp đỡ cho anh chị em là tuổi Mão và tuổi Hợi. Tiểu nhân không hợp là tuổi Thìn và tuổi Tỵ. Và màu sắc may mắn cho anh chị em là màu đỏ và màu ve. Chúc anh chị em chúng ta trong cái tháng mới thành công hơn, tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt. Tiếp tục là giác nội nói về tuổi Bính Ngọ mạng Thủy. Nam thì sao thấy Dương, nữ thì sao thủ Tú. Nam thì chủ sao thấy Dương, chủ đích về tiền bạc, tiền bạc sẽ thuận lợi hơn. Cái lời khuyên dành cho anh chị em chủ Bính Ngọ của chúng ta, đôi khi vẫn còn một khó khăn nào đó nhất định chúng ta, nhưng không đáng kể trong cái tháng 9 âm lịch này. Cho nên chúng ta nên chủ động cố gắng, đừng để những cái sai sót nhỏ nó xảy ra làm ảnh hưởng tới công việc của chúng ta ngoài cái dự tính của chúng ta. Quý nhân giúp đỡ cho anh chị em là tuổi Thìn và tuổi Dậu. Màu sắc may mắn là màu hồng và màu xanh lá. Tiểu nhân không hợp là tuổi Dần và tuổi Hợi. Chúc anh chị em tuổi Bính Ngọ mạng Thủy của chúng ta tháng mới thành công hơn, tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Tiếp tục là giác lợi nói về tuổi Mậu Ngọ mạng Quả. Nam thì sao Thủ Tú, nữ thì sao Dân Hớn. Cái lời khuyên dành cho anh chị em chúng ta là tài vận được cải thiện đáng kể và có thể mạnh dạn đầu tư
đa dạng ngành nghề trong cái tháng 9 âm lịch này, nên tận dụng cơ hội tốt để chúng ta nắm bắt lấy cơ hội này và chúng ta đầu tư kinh doanh gì đó, chúng ta tăng thêm cái nguồn thu nhập của chúng ta. Quý nhân giúp đỡ là tuổi Sửu và tuổi Dần, tiểu nhân không hợp là tuổi Tỵ và tuổi Mão. Màu sắc may mắn là màu đỏ và màu tím. Chúc anh chị em tuổi Mậu Ngọ mạng quả được nhiều thành công hơn, tốt đẹp hơn trong cuộc sống của chúng ta. Tiếp theo là giác lợi nói về tuổi Canh Ngọ mạng thổ, nam thì sao thái âm, nữ thì sao thái bạch. Nhân duyên quá vượng, liên tục được gặp gỡ trò chuyện, mở rộng mối quan hệ của mình trong cái tháng 9 âm lịch này, nên nắm bắt lấy cơ hội. Quý nhân giúp đỡ là tuổi Tỵ và tuổi Dậu, tiểu nhân không hợp là tuổi Dần và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn là màu tím và màu hồng. Chúc anh chị em tuổi Canh Ngọ mạng thổ tháng 9 âm lịch may mắn hơn, thành công hơn, tốt đẹp hơn. Tiếp tục là tuổi Nhâm Ngọ mạng mộc, nam thì sao thái dương, nữ thì sao thổ tú. Lời khuyên dành cho anh chị em chúng ta là cần tránh tiếp xúc với vật sắc bén nhọn để tránh làm cho chúng ta bị tổn thương trong cái tháng 9 âm lịch này. Quý nhân phù trợ là tuổi Dậu và tuổi Tức. Quý tiểu nhân không hợp là tuổi Hợi và tuổi Dần. Và màu sắc may mắn là màu nâu và màu cam. Thì nhắc lại cũng xin chân thành cảm ơn tất cả bà con cô bác anh chị em tuổi Ngọ. Chúc anh chị em tuổi Ngọ trong cái tháng 9 âm lịch này tốt càng thêm tốt hơn. Anh chị em chúng ta nên nắm bắt lấy cơ hội trong cái tháng 9 âm lịch này, tận dụng nhiều cơ hội để chúng ta phát huy thêm sự nghiệp. Nhất là những nhắc lời có cái lời nhắc nhỏ nhỏ xíu xíu, những anh chị em tuổi Ngọ mà chúng ta mạng thủy với mạng kim, trong năm nay dù như thế nào chúng ta cũng cẩn thận cái vấn đề sức khỏe của chúng ta, do cái mạng thủy với mạng kim của chúng ta là nó kỵ với năm nay là năm quả, cho nên là làm việc gì chúng ta cũng hết sức thận trọng, tránh có tình trạng để sức khỏe chúng ta có bệnh rồi chúng ta mới đi trị bệnh. Tốt hơn hết là chúng ta nên phòng bệnh hơn trị bệnh. Chúng ta cải thiện sức khỏe chúng ta. Nếu mà chúng ta để có bệnh rồi chúng ta đi trị bệnh, chúng ta vừa tốn tiền vừa tốn thời gian, mà lại phải là sức khỏe của chúng ta nó không được tốt giống như ban đầu. Cho nên anh chị em chúng ta cần phải chú ý. Chân thành cảm ơn tất cả bà con cô bác anh chị em tuổi Ngọ. Chúc anh chị em tuổi Ngọ trong cái tháng 9 âm lịch thành công hơn, tốt đẹp hơn, may mắn hơn trong cuộc sống. Giác lợi đọc chia sẻ tử vi tuổi Ngọ tháng 9 âm lịch. Giác lợi cũng chúc anh chị em chúng ta trong cái tháng 9 âm lịch này gặt hái được nhiều thành công hơn, tốt đẹp hơn, mang tính chất là tham khảo. Anh chị em chúng ta tham khảo thấy có hữu ích, nhớ chia sẻ cho đông đảo mọi người cùng xem và cùng tham khảo với Giác lợi. Nam mô A Di Đà Phật, xin chào tạm biệt anh chị em tuổi Ngọ.